Yo, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Nếu như mọi người xem xong cái video lần trước, cái video vlog đi bay 12 tiếng ấy, đi bay là đi bay máy bay, không phải kiểu ba sàn kiểu, thì đều biết là mình đang ở đâu. Yeah, mình đang ở quốc gia của Kari, Ấn Độ. Pew pew. Hiện tại thì mình đang ở trong một cái khách sạn 5 sao của Ấn Độ. Yeah. Mình đi sự kiện nước ngoài khá là nhiều rồi, cũng ở rất là nhiều khách sạn xịn rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên mình được ở trong một khách sạn có gắn mác là khách sạn 5 sao. Thì để xem là khách sạn 5 sao ở trung tâm của Ấn Độ thì nó sẽ như thế nào. Mình đang ở New Delhi hay Delhi. Lúc ấy mình có hỏi một anh ở bên Mediatek ấy, cái đơn vị mà có mời mình đi sự kiện lần này, thì anh bảo là anh không biết đọc là Delhi hay Delhi, nhưng mà anh hay đọc là Delhi à. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ dạo quanh một chút để xem cái căn phòng này của mình thì nó sẽ có gì hay ho và thú vị nha. Lần trước mình làm cái video room tour ở nhà mình thì mọi người cứ hỏi là ơ thế anh đi ở đâu, anh tắm ở chỗ nào, thì có vẻ là mọi người rất là quan tâm đến cái website đúng không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau thăm thú cái toilet trước nha. Mọi người nhìn đây đơn giản chỉ là một cái gương ấy, ủa nhìn trong gương kiểu Inception vậy trưởng. Nhưng thực chất ấy, đằng sau cái tấm gương này, đây chính là một thế giới mới. Đây. Đây là cái nhà vệ sinh trong một cái khách sạn 5 sao. Bên trong cái gương thì chúng ta sẽ có thêm hai cái gương nữa. Một cái ở đây và một cái rất là lớn mà mình đang cầm máy quay vlog, mọi người nhìn thấy đằng sau mình. Đó, và ngoài ra sẽ còn có thêm cái gương nữa, cái gương này ấy. Ê! Thấy không? Cái gương này là để mà kiểu cần make up hay là trang điểm gì ấy, thì chúng ta dí cái mặt vào và nó sẽ to đùng cách mạng như thế này. Thử nghe rằng là cái dính rau. Ngoài ra thì ở đây còn có thêm một cái nó gọi là áo tắm này. Đấy, một trong những cái mình thấy ai đi khách sạn kiểu xịn xịn đều phải check in đấy là mặc cái áo tắm này, xong rồi đứng ra gương chụp hình. Ngoài ra ở đây sẽ có thêm một cái bồn tắm. Đố mọi người biết cái này làm gì luôn. Cái này chính là một trong những cái mà mình nghĩ ấy. Bất cứ nhà ai mà cái bồn tắm dạng ngâm mình như thế này đều nên có. Đây chính là một cái miếng giúp chúng ta đỡ bị trượt chân ấy. Có rất nhiều những vụ tai nạn liên quan đến việc mà bị trượt chân ở trong cái bồn tắm này, xong đập đầu giữa hai thành này. Đó, do đó thì việc có cái này rất là gọi là hữu ích. Ở đây sẽ có những cái khác như là cái này chắc chắn là mọi người đều biết để làm gì rồi, đúng không? Cái này là đương nhiên là để chút bầu tâm sự, giải nỗi cô đơn rồi. Thậm chí là ở đây còn có thêm cái điện thoại này. Ví dụ như này nhá, khi mà mọi người ngồi đây để chút bầu tâm sự, nhưng mà chút mai tâm sự nó chưa hết đấy, kiểu mệt không thể chịu được nữa rồi, nhưng mà tâm sự trong người nó vẫn còn đong đầy, thì mọi người có thể cầm cái điện thoại lên. Alo bạn Lễ Tân à, bạn có thể đem cho mình một bánh mì, một chút sữa và thêm một chút hoa hồng để mình có thể tiếp sức không? Mang lên phòng vệ sinh của mình nhá. Ok, thank you bạn. Đó, ngoài order đồ ăn đến tận toilet thì các bạn có thể ngồi để tâm sự, để nói chuyện với tiếp tân về cái cuộc đời này, về triết lý sống, về con người, về nhân sinh. Và ngoài ra thì cũng có đầy đủ những cái trang thiết bị cơ bản thôi, miền Trung thì cũng không có quá nhiều điểm đặc biệt. Đó, đây, một đống đồ linh tinh kiểu Colgate, xong rồi dầu gội đầu, linh tay tinh, các thứ. Ngay từ đầu khi mà mình mở cái cửa này ra và mình bước chân vào cái phòng này, mình đã biết đây là một cái phòng khách sạn cực kỳ đẳng cấp rồi. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì cái lối thiết kế của nó rất mang đậm chất kiểu phương Tây ấy. Nó rất khác Việt Nam. Điển hình là đây các bạn nhìn nhá. Đây là một trong những cái nó gọi là kiệt tác về thiết kế này. Các bạn biết đằng sau cửa này là gì không? Nó là một cái bờ tường các bạn. Hay đằng sau này là cái đường hầm dẫn đến kho báu bí ẩn. Như trong phim ấy mà đập như này có nghĩa là bên trong nó có cái gì đấy. Shit. Sao đang vui vui mà cảm thấy kiểu có gì đấy nó rợn tóc gáy vậy. Ngoài ra ở đây anh còn có thêm một số những cái món snack nữa. Cái này nó gọi tạm gọi là cái kiểu cái quầy bar mini ấy, có nghĩa là nó sẽ có rất là nhiều những cái đồ ăn đồ uống ở đây. Nhưng mà nếu như các bạn muốn ăn thì các bạn sẽ phải trả tiền. Đó, nó sẽ có cái bảng giá ở đây luôn này. Đó. Và đây là cái giường của mình, cái giường nó rất là to đây mọi người nhìn này. Mình có thể vùng vẫy mãi như này mà chưa hết cái giường, đấy rất là to. Và cái giường này thì có tới 4 cái gối, có nghĩa là nó được thiết kế để cho hai người ngủ. Và mình chợt nhớ lại câu chuyện của mấy anh em ở S Channel có bảo mình là sang đây phải cẩn thận chinh đít. Nên là đêm qua mình đã ngủ trong một cái sự lo sợ vô hình là có một chàng trai Ấn Độ cao to lực lưỡng sẽ bước vào cái phòng của mình.
Rồi ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ còn có thêm một số những cái khác. Ví dụ nha, chúng ta sẽ có một cái ghế văng ngồi để nhìn rất là sang chảnh, họa tiết cực kỳ Ấn Độ. Bên cạnh đấy cũng có một cái gọi là cây cảnh đúng không? Cây cảnh đấy, cây bonsai. Ngoài ra thì còn một cái điểm nữa mà nó toát lên cái vẻ 5 sao cho cái khách sạn này, đấy chính là những bức tranh tường mang tính nghệ thuật cực kỳ cao. Chỉ những ai phải nói là nhạy cảm với nghệ thuật thì mới có thể hiểu được những tấm hình này. Đó, đây là bức tranh chim xanh, nếu như bạn không biết. Và đây là bức tranh chim xanh pha tím. Ngoài kia chúng ta có một bức tranh là hai con chim. Đó, rất là đẹp. Đây, mình sẽ cho mọi người xem một trong những cái mình cực kỳ thích. Chính là cái này đây, trời đụ. Mình ước gì nhà mình có một cái như thế này. Cái này là một cái, nó gọi như kiểu cái bàn DJ ấy, một cái điều khiển trung tâm. Các bạn muốn điều khiển cái gì cũng có ở đây luôn. Ví dụ như điều khiển điều hòa này. Đó, nhiệt độ điều hòa điều chỉnh sẵn ở đây. Cũng phải nhọc công mò cái điều khiển. Chạy nó đi ra. Ôi. Cái thứ hai là chúng ta sẽ còn có thể chỉnh được rất nhiều những cái đèn khác nhau chỉ ở cái bàn này thôi. Ví dụ này, đây là cái nút master, có nghĩa là cái nút sẽ điều khiển toàn bộ đèn đóm ở trong phòng này. Mình bấm này, bấm một phát tất cả tối om luôn. Trời ơi, đỉnh chưa. Đấy, đi ngủ chỉ cần nhấn một nút thôi, đấy là toàn bộ đèn sẽ bị tắt hết. Đó, nhưng mà cái điểm hay là cái nút này nó tắt được, nhưng mà nó bật lên thì không bật được. Đấy, bật lên nó chả tác dụng gì cả. Đây, có cả đèn ở chỗ cửa ra vào này, đèn cái chỗ bàn này, đèn focus này, nói chung là rất là nhiều thứ hay ho. Rồi, cơ bản cái phòng khách sạn 5 sao của mình nó như vậy. Mình cũng chưa bao giờ được đi khách sạn 5 sao nào khác, nên là không biết so sánh như thế nào, mình không biết cái tiêu chuẩn khách sạn 5 sao là như thế nào. Nhưng mà cái phòng này thì thật ra cá nhân mình thấy nó cũng không có cái gì gọi là quá là kiểu sang trọng hay là tranh xả gì đó. Nhưng mà cái điểm hay khách sạn này đấy chính là cái sảnh dưới ấy, nó nhìn nó đẹp cực kỳ, để bên mình ra mình cho mọi người xem. Nhưng mà khách sạn này chắc chắn là không thể bằng khách sạn Maria Bay Sands của thằng mặt chiều nó đang đi ở bên Sing được. Hiện tại lúc mình đang ở Ấn Độ ấy thì nó là ở bên Sing các bạn. Thằng khốn. Ta xa còn có mấy cái kiến trúc nó rất là Ấn Độ ấy, như kiểu mấy ngôi đền thì phải. Nghe nói là hôm nay thì mình sẽ được đến mấy cái chỗ đấy. Thì tí nữa sẽ nếu như mà có đến thì sẽ quay lại cho anh em xem. Đó, view nhìn ra ngoài rất là thoáng đãng, rất là cây cối thiên nhiên. Rồi, trước khi đưa mọi người xuống xem cái sảnh với cả buffet ăn sáng ở đây thì mình phải đi à? Mấy ông comment trong video lần trước hỏi tôi là đi ở đi đá ở đâu thì có muốn xem tôi đi ở không? Bữa sáng này các bạn đã toàn những cái món Ấn Độ ấy, kiểu nhìn tên mình cũng chẳng hiểu đây cái món gì luôn. Được một chữ chicken còn hiểu, còn lại toàn mấy cái tiếng Ấn Độ luôn. Tiêu. Đây là các số món thì ghi tên Ấn Độ, món thì ghi tên tiếng Anh full này. Ok, một lô món chọn đi chọn lại, cuối cùng thì mình cũng lấy được một cái này, nhìn dễ ăn nhất, bánh mì này. Cục này là cái gì mình cũng chả biết nữa. Cái này là chicken, à, cái gì nhỉ? Thịt gà xay à? Thịt gà xay nấu với cả đậu. Cái này là cá tiêu đen hay cái gì đấy, em ăn thử ngon. Cái này là cá này. Cũng được. Gà nấu đậu. Mặn ghê. Xong rồi có mùi curry các bạn ạ. Bố ngủ. Cuối cùng mình vẫn không hiểu cái cục này cục gì, nhưng mà ăn nó mặn mặn đấy các bạn. Mình đã tìm được cái món ngon nhất ở đây rồi các bạn. Nước uống thanh thanh. Bánh chuối. Bánh gì đó. Bánh ngọt ở đây dễ ăn hơn so với món đồ mặn khá nhiều. Nó ngon phết. Đây là cái sảnh ngoài khách sạn này các bạn. Ui, lót nhung trải thảm full luôn. Trông giống hệt kiểu trong mấy phim Ấn Độ ấy, nhìn tranh xả kiểu. Bây giờ mình sẽ xuống sảnh để chuẩn bị đi sự kiện. Thì tí nữa sẽ cho mọi người xem là hôm nay mình sẽ đi sự kiện gì. Oh, sorry. Wow, đây là cái thang máy này anh em. Ủa, đang lên tầng 6 à? Đường lên sảnh chính này. Ui, trải thảm các thứ hai bên luôn. Bước chân nhung lụa, bước chân 5 sao. Ủa, cái gì đây? Cái này có phải vàng không ta? Chắc không phải. Rồi, còn cái lobby sảnh chính thì tràn ngập mùi sang chảnh. Ui, mọi người nhìn trên này có mấy cái trang trí này. Nhìn có giống phim Ấn Độ không? Ui hi hi. Wow, có cả một cái bồn kiểu. Cái bồn này tắm à? Chủ đề tắm phát nhỉ?
Đấy. Ok, và đây là lý do mình đến Ấn Độ đấy các bạn. Tham dự một cái giải gaming phải không? Mấy ông thấy không? Gaming with MediaTek. Tôi sẽ là một cái tuyển thủ PUBG Mobile để chuẩn bị thi đấu ở Ấn Độ. Đúng rồi, đây là một cái sự kiện ra mắt một cái vi xử lý mới của MediaTek dành riêng cho gaming. Thì đây là cái thẻ của mình. Mọi người nhìn thấy không? Nhìn trông ra đẹp, ra game đúng không? Đây, trông người nhìn rõ. Có vẻ như đây sẽ là một con chip nhấn cực kỳ mạnh vào khả năng chơi game. Cho đó thì cái trò PUBG Mobile được lấy ra để làm chủ đạo. Đây, mình sẽ đi vòng quanh một chút để cho mọi người thấy là cái sự kiện này nó sẽ có những cái gì. Rất nhiều cái thú vị. We got two shooters here. Đó, mọi người nhìn thấy. Thank you very much. Chúng ta sẽ có một tèo nữa thì mình sẽ vào sâu bên trong sự kiện. Nó cái cửa kia, thấy không? Đấy, và sâu bên trong đấy sẽ có sự kiện diễn ra. Thì chúng ta xem bên trong đấy nó có gì hay ho và thú vị. Các ông biết là nó tranh xả vãi cả trường. Khi mà trong nhà vệ sinh cũng sẽ có một cái ghế ngồi chờ đấy. Chờ đến lượt đi đái đi. Mình còn được tặng kèm một cái này là cái gì cũng không rõ lắm. Nhưng thấy có chữ Hipcard và logo PUBG Mobile ở đây. Thì vậy mình sẽ bóc ra xem bên trong nó là cái gì. Hóa ra cái này nó là cái USB các bạn ạ. Ui. Không biết bao nhiêu ghi bên trong nữa. Quá thích cái này không để mình giveaway nào. Pew. Về cơ bản thì MediaTek chuẩn bị tung ra hai CPU mới thuộc dòng gaming với tên gọi là Helio G90 và Helio G90T, cấu hình đang hiện ở trên màn hình. Và tôi đảm bảo mấy ông nào mà khoái chiến PUBG Mobile hay Liên Quân ấy sẽ cực kỳ thích hai con chip này, bởi vì MediaTek có trang bị cho bộ đôi chip này những cái tính năng dành riêng cho gaming. Ví dụ nhá, ở đây thì họ đang chiến PUBG Mobile ở trên S10 luôn. Kết nối mạng là 4G. Và khi mà chúng ta có cuộc gọi đến ấy thì kết nối mạng bị ngưng luôn, game nó sẽ bị pause luôn vì kết nối mạng mất mà. Và kể cả khi chúng ta có từ chối cuộc gọi thì cũng phải mất từ 10 đến 20 giây để kết nối mạng phục hồi trở lại mới chơi game tiếp được. Thế này mà đang chiến PUBG mà đang săn top 1 là coi như đi luôn game rồi đúng không? Nhưng mà trường hợp tương tự thì không hề xảy ra với CPU mới của MediaTek, khi mà cuộc gọi đến ấy vẫn chơi game bình thường, kết nối mạng vẫn được duy trì ngon choét, rất là đỉnh đúng không? Ngoài ra thì MediaTek cũng trang bị thêm cho hai CPU gaming này những cái tính năng hỗ trợ dành riêng cho game thủ. Ví dụ như là hỗ trợ màn hình HDR10 này, đây sẽ là một cái giúp cho hình ảnh của game đẹp hơn này, sống động hơn, vùng tối thể hiện rõ ràng hơn, rất là hay. Độ trễ cảm ứng cũng cực kỳ thấp và được MediaTek có khẳng định là sẽ giúp chúng ta sẽ có được những cái lợi thế nhất định khi mà chiến những tựa game mobile. Ngoài ra thì MediaTek cũng có partner với rất nhiều hãng game để giúp tối ưu hóa và tạo ra những tựa game dành riêng cho hai con chip này. Và theo như mình biết ấy, thì bộ đôi chip này cũng sẽ mạnh hơn cả Snapdragon 730 và Snapdragon 730G hiện đang có trên thị trường. Và Xiaomi sẽ là một trong những hãng đầu tiên tung ra smartphone có hai con chip gaming cực kỳ mới và xịn sò, cùng rất nhiều tính năng hay ho này đến từ MediaTek. Và mình nghĩ là mức giá sắp tới cũng sẽ khá là ok đấy, do đó thì mọi người hãy cố gắng chờ đợi nha. Xong sự kiện rồi các bạn. Bây giờ sẽ đến một trong những cái bạn mà mình thích nhất khi đi bất cứ một cái sự kiện nào. Đây là ăn. Cái sự kiện hôm nay được tổ chức trong một khách sạn cũng cực kỳ xịn, cũng 5 sao ấy. Thế là chúng ta xem đồ ăn, đồ uống ở đây có gì ngon các bạn nhé. Yeah! Có đồ ăn châu Á này các bạn. Chúng ta sẽ có rất nhiều món ngon. Ui. Trời ơi, cuối cùng mình cũng tìm thấy cái thứ mà mình có thể ăn được một cách kiểu thoải mái ấy. Còn cái này là đồ Ấn. Các bạn hãy nhìn thấy có một điểm rất là chung của tất cả mọi món ăn Ấn ấy. Đấy là nó toàn cà ri và toàn một màu cam cam như thế này. Mình thì nó không hợp khẩu vị mình lắm. Có thể mọi người thích nhưng mà mình chịu không ăn nổi như thế này. Rồi, giờ đi ăn thôi. 3 hours later. Mình vừa mới về xong, vừa mới tắm rửa xong. Ê, mà cái nhìn kiểu quý ông quý bà vậy. Tuyệt vời quá nhỉ. Rồi, vậy là ngày mai thì mình sẽ ra sân bay và kết thúc cái chuyến đi Ấn Độ lần này. Đúng thật là kiểu có đi thì mới biết thêm rất là nhiều cái. Một trong những cái mà mình nghĩ là rất nhiều bạn hiểu nhầm và cá nhân mình cũng hiểu nhầm, đấy là kiểu cứ nghĩ đến Ấn Độ thì sẽ phải kiểu ăn bốc bằng tay, tay này thì được ăn, tay kia chùi đít không được ăn cái thứ. Nhưng mà thực chất thì mình đến đây thấy mọi người vẫn uống rất là bình thường, vẫn toàn dùng giao diện cái thứ. Nhưng mà trước khi kết thúc video này thì sẽ có cái này rất là hay mình muốn cho mọi người xem, việc chúng ta sẽ làm phép tu ngược thời gian một chút. Bọn mình vừa mới xong sự kiện, bây giờ đang được dẫn đi chơi ở một cái chỗ gọi là cái đài tưởng niệm những người lính Ấn Độ đã ngã xuống trong Thế chiến thứ nhất. Đây mọi người nhìn này, to đúng đó, trên kia có chữ Ấn Độ này, trên kia có chữ Ấn Độ. Và trong kia có một cái đài tưởng niệm, để tí mình quay cho mọi người xem. Đây mọi người thấy
đường xá này, con người Ấn Độ kiểu như nào. Mình thấy kiểu đi chơi với chỗ này Ấn Độ giống kiểu đi chùa Việt Nam cực kỳ ấy, đông vãi. Ôi giống cực ấy. Xong không khí, xong rồi đường phố các kiểu giống vãi chưởng. Có một cái điều ở đây mình thấy nó hơi dị, đấy là ở đây nhiều quạ cực kỳ. Các bạn biết con quạ không? Nó bay như kiểu là nó bay như kiểu là chim ở chỗ Việt Nam mình bay ấy, lắm, quạ vãi chưởng luôn. Các bạn thấy trên tường khắc đầy tên không? Đấy, rất nhiều tên này. Đây theo như mình biết thì chính là tên của những người lính đã hy sinh để bảo vệ vùng đất này. Wow. Ok, bây giờ mình đang ở một cái chùa ở Ấn Độ. Yeah. Ấn Độ thì họ chia ra, họ theo rất là nhiều giáo phái, rất là nhiều kiểu tín ngưỡng khác nhau ấy. Và đây là một trong số đấy. Và khi mà mình vào đây thì một trong những cái yêu cầu bắt buộc là phải che chán lại, che cái đầu lại. Làm gì thì làm, miễn là phải che đầu lại. Và phải cởi bỏ toàn bộ tất cũng như là giày dép để ở ngoài và đi chân đất vào trong. Đó, khá thú vị. Và cái chùa này đây, như đây là cái chùa gọi là chùa vàng hay chùa gì đó. Đó, rất là đông người đến. Đó. Và vào bên trong kia thì cũng không được phép là quay phim chụp hình gì hết. Nói chung là khá nhiều cái hay. Không đi mình không biết là có những cái này. Rồi vào thôi, chỗ đường này còn được trải bằng bê tông dây này, xong đi qua kia phải rửa chân trước mới được vào đây. Thôi thì vào thôi. Rồi, mọi người cảm thấy sao về Ấn Độ? Mọi người thấy Ấn Độ như thế nào? Đừng quên chia sẻ comment ở phía bên dưới. Thật sự thì mình đi thì có vài ngày thôi, để nói là trải nghiệm được toàn bộ con người và văn hóa của Ấn Độ thì không, nhưng mà cũng phần nào có được một cái cảm nhận nó rất là sơ bộ về đất nước Ấn Độ, và cũng giúp mọi người có được một cái nhìn rất là kiểu thoáng qua về một trong những cái nền văn hóa khá đặc biệt này. Mọi người cảm thấy sao? Đừng quên chia sẻ comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào. Mình phải ra kia ăn mì tôm đây. Trời ơi, mấy hôm nay ở bên đấy không ăn được cái gì, toàn bị ăn mì tôm. Mình ăn mì tôm trong phòng khách sạn 5 sao, nó khiến cái cốc mì của mình trở thành một cốc mì 5 sao không ta? Yeah.